Con chào thầy. Con tên là Phạm Tuấn Hải, con đến từ lớp Ngựa Vằn ạ. Con hay cãi bố mẹ, lúc nào cũng nghĩ mình đúng mà không nghe lời bố mẹ ạ. À, thế thì hôm nay khi con tụm như thế là con nhận ra con thấy đấy là sai hay đúng nào? Dạ, sai ạ. Thế thì hôm nay đối trước Phật rồi, con nhận ra sai là cái điều sai của mình rồi, con có quyết tâm sửa đổi không? Dạ, con có ạ. À, thế thì cho bạn Minh Hải một tràng pháo tay nhá. Quyết tâm sửa đổi những lỗi lầm của mình đã nhận ra nha. Thế còn ở trường, ở lớp thì con nghĩ rằng mình có những điều gì mà không phải, không tốt mà muốn sửa đổi, con thể chia sẻ với lại cả lớp mình chúng ta đây không? Ở trường, ở lớp thì con không tập trung nghe giảng thầy cô và không hòa đồng với bạn bè ạ. Thế thì sau khóa tu mùa hè này về con sẽ quyết tâm điều gì? Nói thầy nghe nào. Con sẽ cố gắng học tập chăm ngoan và đoàn kết với bạn bè ạ. Rồi một tràng pháo tay chúc mừng cho Minh Hải nữa nha. Thầy rất là vui khi nghe các con có những cái chuyển biến trong tâm của mình như thế. Rồi cảm ơn Minh Hải, mời Minh Hải ngồi xuống. Bây giờ thầy mời một bạn nữ nhé. Dạ con chào các quý thầy, con là Đỗ Thị Thùy Trang đến từ lớp Ngựa Vằn ạ. Lúc ở nhà là con không bao giờ nghe được bố mẹ này, không làm việc nhà, không trông em, hay cãi nhau về bố mẹ và luôn nghĩ mình là người đúng ạ và bố mẹ là người sai ạ. Thế còn lỗi lầm ở trường, ở lớp con thấy mình có những lỗi lầm gì không? Dạ là lớp con là con hay chia bè chia phái, ghét nhau, có khi còn đánh nhau âu cơ ạ. Chia bè chia phái và cả đánh nhau. Con thấy điều đấy là tốt hay xấu? Nói thầy nghe nào. Dạ thưa thầy, con thấy điều đấy là xấu ạ. Xấu. Thế thì các con biết khi mà làm điều xấu như thế thì sẽ khiến mình trở thành người thế nào con? Dạ là một người xấu và không có ích cho xã hội ạ. Đấy nhá. Mình làm điều xấu mình sẽ không... làm điều xấu thì mình sẽ thành người xấu luôn và không ích cho xã hội. Thì bạn Trang nhận được điều này rồi. Thế con có quyết tâm để mình trở thành người tốt không? Dạ con có ạ. Thế các con đây có giống bạn Trang không nhỉ? Thế chúng ta một tràng tay thật lớn để cho chúc mừng cho tất cả là chúng ta nhá. Câu chân thành chư Phật oai đức linh thông, chứng minh con nguyện học theo sư thầy, dạy con đạo hiểu đủ đầy, chăm tu chữ đức làm điều thiện lương. Từ nay không dám ở trường gây bao tội lỗi làm điều nhiễu nhương, khiến cho tổn thất tình thương, tình thầy tình bạn chẳng vuông chẳng tròn. Nguyện học sư phụ làm con, kính trên nhường dưới vẹn non công dày. Gương tâm sư phụ sáng đầy, yêu thương vạn loài tuy sai khác hình. Nguyện chư Phật độ chúng sinh, độ